Hello em, chào mừng em quay lại với AZ Rancho Channel. Mình là Phát Nguyễn. Hôm nay thì AZ Rancho Channel lại mới về một lô cá mới, là nói chung là đủ loại cá các bạn, từ size 1 ngón, 2 ngón, 4 ngón, khá là nhiều loại cá. Thì hôm nay mình sẽ show cho anh em coi trước, và khi nào cá ok thì mình sẽ có clip đăng lên cho anh em ha. Giá thì vẫn như cũ thôi anh em, vẫn như cái clip update giá cá lần trước thôi. Bằng size thì nó sẽ bằng giá, chứ mình giá cả nó ít thay đổi lắm. Ok, bây giờ mình sẽ đổ cá ra. Đây là cái lô Rancho Calico size 1 ngón, và phải có luôn cả hybrid size khoảng 2 ngón các bạn. Có cả bảy màu nữa. Chắc là trại bắt còn sót. Nói chung lô này có một ít bò lem này nọ các bạn, mà số lượng nó rất là giới hạn, nên chắc chỉ những bạn nào qua trước thì mới còn, chứ bạn nào qua trễ chắc không còn đâu, tại bò lem nó khá hút hàng. Còn hybrid thì có trắng đỏ này, phun cam này, phun trắng, nói chung là các màu cơ bản thôi. Hybrid hai ngón thì lần này mình cũng nhận lấy ít thôi, khoảng lấy có hai mấy con thôi, tại vì hàng cũ nó vẫn còn, hàng cũ trong hồ vẫn còn, nên mình đi lấy thêm một số lượng ít thôi. Giờ mình sẽ qua tới khu cái thùng cá lớn, thì mới là cái cần show đây. Hàng lần này khá vip. Cá show sơ sơ vậy thôi, vài bữa nữa sẽ có clip ok cho anh em dễ lựa. Chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.
catch 'em all.